thi tiếng Anh anh ta nộp giấy trắng, nhưng lại thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhờ điểm tối đa các môn khối A. Ngày đầu tiên vào học anh bỏ tiết tiếng Anh, bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng phê bình. Thầy hiệu trưởng vừa nhìn liền nhận ra, Triệu Giáp Đệ à, có phải là anh học sinh thi tiếng Anh không đạt, nhưng lại đủ 570 điểm tổng phải không? Ông còn bông đùa nhắc nhở anh không được học lệch. Triệu Giáp Đệ chỉ cười không nói gì. Tiết tiếng Nga thầy giáo cố tình gây khó cho anh, bảo anh dùng tiếng Nga trả lời câu hỏi. Anh ấp úng không trả lời được, khiến các bạn chê cười. Thầy giáo bảo anh đi ra ngoài, lại đi thẳng lên bục giảng, viết ra một bài văn kinh điển của Nga. Mặt thầy giáo trở nên khó coi, còn các bạn học thì chuyển từ cười nhạo thành sùng bái. Anh mạnh mẽ đi ra khỏi lớp học, anh giấu kín bản thân. Không chỉ là một học sinh xuất sắc, mà còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nghìn tỷ, với tài sản hàng tỷ đô, nhưng anh không tiêu một đồng nào của gia đình, mà đến trung tâm xin làm gia sư. Mười mấy học sinh giỏi cùng ứng tuyển một vị trí. Người phụ trách phỏng vấn nói ai có tổng điểm các môn khối A hơn 230 giơ tay. Bỗng hơn một nửa rơi rụng, anh ta lại hỏi ai có điểm toán hơn 140 giơ tay. Lúc này chỉ có một mình Triệu Giáp Đệ giơ tay lên. Hóa ra điểm toán của anh đạt tối đa, tổng điểm các môn khối A là 296, gần như đạt thành tích tuyệt đối. Anh đã thuận lợi nhận được công việc này, nhưng học sinh của anh không hề dễ đối phó. Vừa bắt đầu đã đưa ra cho Triệu Giáp Đệ một câu hỏi khó, đưa cho anh một tờ đề thi toán cao cấp, trong vòng 2 tiếng phải làm xong và phải đạt 145 điểm trở lên, nếu không thì lượt. Triệu Giáp Đệ nhận lấy đề thi, nhẹ nhàng nói chỉ cần nửa tiếng là xong. Một lúc sau, anh đã làm xong đề, quả nhiên là điểm tối đa. Lúc này anh học sinh lại nói, cũng chỉ là thành tích tốt, giả vờ cái gì chứ? Triệu Giáp Đệ cứng rắn đáp lại, với thành tích đứng thứ hai từ cuối lên của anh, sợ rằng anh thụt lùi còn khó hơn cả tiến bộ. Câu nói này đã chọc vào nỗi đau của anh học sinh. Anh ta giơ tay định đánh Triệu Giáp Đệ, nhưng Triệu Giáp Đệ dễ dàng đỡ được. Mẹ tìm đâu vị thần này vậy? Triệu Giáp Đệ đeo đồng hồ hàng hiệu cả trăm nghìn đô đến gặp phụ huynh bạn gái, nhưng lại bị chê là anh chàng nghèo. Phụ huynh hỏi gia cảnh như nào, Triệu Giáp Đệ thẳng thắn nói, nhà ở một thôn của Đường Thành, bố mẹ ly dị, bố là người kinh doanh nhỏ. Anh em của bạn gái lập tức ngắt lời Triệu Giáp Đệ, ăn mày mà đòi ăn xôi gấc. Rõ ràng họ coi thường anh chàng nghèo này, nhưng Triệu Giáp Đệ không hề hoang mang, còn gấp một miếng đậu cho bạn gái, đáp lời một cách bá đạo, cháu và Hồng Ly yêu nhau là chuyện riêng của hai bọn cháu, không ai được quyền chỉ đạo. Ngày hôm sau, mẹ của bạn gái gặp riêng Triệu Giáp Đệ nói chuyện, vẫn là dáng vẻ cao ngạo. Vừa gặp đã hỏi việc kinh doanh nhà anh có to không? Người nhà cô có vẻ rất thích hỏi về việc kinh doanh của người khác. Hồng Ly tìm bạn trai chứ không phải tìm bố chồng. Mẹ của bạn gái liền nói thẳng, một người nghèo như anh, không thể tưởng tượng được về điều kiện nhà họ. Hơn nữa họ đã sắp xếp con gái kết hôn với một danh gia vọng tộc, và khuyên Triệu Giáp Đệ nên biết điều chủ động chia tay. Ý của cô là, nhà của cháu không xứng với nhà cô. Vậy cô có biết hoàn cảnh nhà cháu là như nào không? Anh nói sẽ dùng 4 năm để chứng minh, nhưng bị bà ta mỉa mai nói rằng anh nằm mơ giữa ban ngày. Cô à, cháu tên là Triệu Giáp Đệ. Giáp Đệ cái tên này là ông nội cháu tra từ điển Khang Hy, cả một buổi tối mới nghĩ ra. Nói rồi anh đứng lên bỏ đi. Thực ra, bố của Triệu Giáp Đệ là chủ tịch tập đoàn hàng trăm tỷ. Bởi vì bố ngoại tình khiến mẹ bỏ đi, nên anh hận bố mình. Quan hệ hai bố con luôn căng thẳng, anh không nhận một đồng nào từ bố. Bây giờ anh đúng là một chàng trai nghèo. Bạn gái được gia đình sắp xếp cho xuất ngoại. Họ đưa ra lời hẹn ước 4 năm, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ở bên nhau. Ngoài mặt anh vui vẻ tiễn biệt bạn gái, nhưng khi về nhà anh đã không kìm được và bật khóc. Bỗng có một ngày, anh biết tin bạn gái về nước sớm hơn dự định. Anh chuẩn bị một bó hoa hồng phấn khởi đi đón, nhưng lại thấy bạn gái nắm tay một người đàn ông khác. Hai người nhìn nhau, không khí như ngưng đọng lại. Anh lặng lẽ bỏ bó hoa xuống. Bố mẹ cô gái đi tới, nói rằng đã lâu thế rồi mà anh vẫn nghèo khổ như vậy. Triệu Giáp Đệ nhìn chằm chằm vào họ, không nói gì quay người bỏ đi. Lúc này bà nội gọi anh, trịnh trọng giới thiệu Triệu Giáp Đệ là cháu của bà. Tôi còn tưởng là gia thế như nào, vậy mà dám coi thường cháu tôi. Bố anh cũng hùng hổ bước ra, thông tin về nhà hai người đã ở trên bàn tôi từ lâu rồi. Tôi cố mở to mắt ra, xem đi xem lại, không có một người nào ra hồn. Người nhà bạn gái tất thảy câm nín. Hóa ra họ mới chính là trò hề. Tay anh ấy đeo chiếc đồng hồ hàng trăm nghìn đô, nhưng lại bị mẹ bạn gái mỉa mai là nghèo kiết xác. Anh cầu xin bạn gái đừng bỏ đi, nhưng cô nói, thứ em muốn anh cũng không thể đem đến cho em. Anh hồ hởi chờ đợi bạn gái quay trở về, nhưng thấy cô nắm tay người đàn ông khác, thấy trống rỗng, run rẩy nói, chẳng phải mình hẹn nhau 4 năm sao, mới được 1 năm thôi mà. Bố mẹ cô gái đi tới, nói anh không xứng với con gái họ. Chàng trai nhìn chằm chằm vào họ, không nói lời nào quay người bỏ đi. Vào lúc này bà nội anh xuất hiện. Hóa ra thế lực sau lưng chàng trai lại là tập đoàn Kim Hải hàng nghìn tỷ. Bà nội đứng ra lấy lại công bằng cho cháu trai. Ai là người lớn của nhà Mộc gia, đứng ra đây cho tôi được diện kiến, muốn dọa dẫm cháu tôi hả? Đừng hòng nhé, nhà bạn gái không ai dám thở mạnh. Không ngờ anh chàng nghèo trong mắt họ lại là người thừa kế của tập đoàn Kim Hải. Cảnh này bị một nữ đại gia bí ẩn nhìn thấy. Triệu Giáp Đệ thất thần bước đi. Lúc này nữ đại gia lái xe đến đón anh. Anh lại bình tĩnh nói, cô Thái. Hóa ra Triệu Giáp Đệ quen cô ta khi làm gia sư. Nữ đại gia nhìn thấy ở Triệu Giáp Đệ có bóng dáng chồng cũ của mình, vì thế rất ngưỡng mộ anh. Nữ đại gia đưa anh về nhà,
Trên đường cô nói với Triệu Giáp Đệ, chỉ cần anh trở nên mạnh mẽ thì mới nắm chắc được những thứ thuộc về mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một tên say định trêu chọc Thái Ngôn Chi liền bị Triệu Giáp Đệ đánh gục. Lúc này đằng sau có một đám người xông lên, tưởng là đồng bọn của tên say, vội kéo cô Thái chạy đi, nhưng cuối cùng họ vẫn bị đám người đuổi theo. Triệu Giáp Đệ bảo cô Thái trốn đi. Hôm nay cháu không vui, phải tìm người chút giận. Chỉ vài đường quyền Triệu Giáp Đệ đã đánh gục đám người này. Lúc này, cô Thái vừa giơ tay, đám người lập tức đứng im bất động. Hóa ra họ là vệ sĩ của cô ta, tới để thử xem độ can đảm và sức mạnh của Triệu Giáp Đệ đến đâu. Cô Thái không kìm được nhếch mép cười, đây là lần đầu có người ra sức bảo vệ cô như vậy. Còn cô chính là quý nhân của Triệu Giáp Đệ, trên tay anh ấy đeo chiếc đồng hồ hiệu hàng trăm nghìn đô, nhưng lại đi một chiếc xe đạp cũ rích. Bố anh là chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ, nhưng anh gặp ai cũng nói bố mình chỉ là người kinh doanh nhỏ, anh không thừa kế tài sản nghìn tỷ mà lại đi làm gia sư, vừa làm thêm vừa tự kinh doanh. Anh không muốn lấy một đồng nào của bố mình, bởi vì anh hận ông. Khi Triệu Giáp Đệ mới mấy tuổi, lần đầu gặp người bố đã biến mất 8 năm triệu tam kim. Từ một chàng trai nghèo, ông đã trở thành một tỷ phú. Việc đầu tiên khi về làng là dạy dỗ cho đám ác bá một bài học. Chẳng phải anh cần tiền sao? Hôm nay anh ăn được bao nhiêu, tôi sẽ cho anh bấy nhiêu. Ông lật tấm vải trắng, một bàn đầy tiền, còn bảo mọi người trong làng tới lĩnh tiền. Trẻ con hay người già ai cũng có phần, ngay đến tên ngốc trong làng cũng được cầm tiền. Bỗng chốc dân làng kéo đến đông nghịt, ông cũng trở thành người nổi tiếng trong làng. Nhưng trong mắt Triệu Giáp Đệ, ông chỉ là tên khốn khiến mẹ Triệu Giáp Đệ phải khóc hàng đêm. Đi xuống, ông nội đánh Triệu Tam Kim thật mạnh. Trong 8 năm ông ta mất tích, con trai Triệu Tam Kim đã bị người ta đồn là đứa con hoang không có bố. Ông nội phạt Triệu Tam Kim chép 500 lần quy tắc gia tộc. Triệu Tam Kim lại lấy ra một tập tiền bảo con trai viết hộ. Trưởng giả, thằng nhóc này quay lại đây. Ông nội tổ chức bù cho con dâu một đám cưới muộn màng sau 8 năm. Nhưng vào ngày hôm đó Triệu Tam Kim lại mất tích, hai mẹ con trở thành trò cười của dân làng. Triệu Tam Kim trở về lần nữa là vào đám tang của bố, nhưng bên cạnh ông ta có thêm một cặp mẹ con. Lúc này, mẹ của Triệu Giáp Đệ bỗng tỉnh ngộ, nhà này con không giữ được nữa rồi. Vậy là, mẹ cũng bỏ đi không nói lời nào. Từ đó Triệu Giáp Đệ bắt đầu hận bố. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy một bức thư. Trong thư ghi chép lại quá trình phấn đấu, đánh đổi bằng máu và nước mắt của Triệu Tam Kim, và nỗi khổ bất đắc dĩ để bảo vệ Triệu gia. Triệu Giáp Đệ không ngờ, qua lời một người không quen biết, anh lại có cái nhìn khác hẳn về bố mình. Lúc này, một nhóm người đang âm mưu lật đổ Triệu Tam Kim. Triệu gia đang phải đối mặt với một cuộc chiến đẫm máu. Anh chàng nghèo mất tích 8 năm bỗng quay về làng, lột xác trở thành một tỷ phú. Việc đầu tiên khi về là phát tiền cho dân làng. 30 tuổi trở lên 2.000, 60 tuổi trở lên 5.000, anh ngốc trong làng được lĩnh 2 phần. Dân làng kéo tới đông nghịt, Triệu Tam Kim bỗng trở thành người nổi tiếng trong thôn. Khi về nhà, ông ta nhìn thấy một đứa trẻ, chính là con trai 6 tuổi Triệu Giáp Đệ. Đến đây gọi bố đi, sao không giống con nhà họ Triệu, mày thì giống hả? Ông nội nổi trận lôi đình, bởi vì trong 8 năm Triệu Tam Kim mất tích, khiến hai mẹ con Triệu Giáp Đệ quá khổ rồi. 10 năm sau, Triệu Tam Kim đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, tập đoàn Kim Hải trong tay ông ta có giá trị hàng nghìn tỷ. Khi sự nghiệp Triệu Tam Kim đang lên như diều gặp gió, công ty bỗng xuất hiện phản đồ, chính là cô con gái Tề Đông Thảo mà Triệu Tam Kim nhận nuôi. Cô ta ngồi đối diện đối thủ, lên kế hoạch lật đổ Triệu Tam Kim, chủ mưu chính là người này, tên là Trần Hồng Hùng. Vụ tai nạn mười mấy năm trước đã cướp đi mạng sống của bố, mẹ trở thành người thực vật, người gây tai nạn chính là Triệu Tam Kim. Trần Hồng Hùng thề rằng sẽ phải khiến Triệu Tam Kim phải trả nợ bằng máu. Dựa vào những bằng chứng Tề Đông Thảo thu thập được, anh chắc chắn Triệu Tam Kim sẽ bị ngồi tù chứ. Yên tâm, trục lợi tài sản nhà nước, số tiền lớn, ít nhất 3 năm, họ đã thành công tống Triệu Tam Kim vào tù. Lúc này Triệu Giáp Đệ nhận được điện thoại của gia đình. Nhà ta sắp loạn rồi, em mau về đi. Khi anh lên đường giải cứu bố, bỗng nhận được tin bà nội Lâm bệnh nặng. Khi anh đến bệnh viện, bà đã chút hơi thở cuối cùng. Những cú sốc liên tiếp khiến Triệu Giáp Đệ cảm thấy trời như sắp sập. Trong lễ tang bà nội, mấy đối thủ đều tới, giả bộ đau thương quỳ lại, thực chất đến để cướp lấy vị trí chủ tịch của Triệu Tam Kim. Lúc này phản đồ Tề Đông Thảo cũng đi tới, uy hiếp hắn mau rời đi, nếu không sẽ dừng hợp đồng. Cô ta ra sức quỳ lại bà nội, chính là cô ta hại Triệu Tam Kim phải ngồi tù. Triệu Giáp Đệ bảo cô ta cút đi. Tất cả những người có mặt ở đây nghe tôi nói, bạn bè nghe tôi nói, kẻ phản đồ của nhà này cũng nghe đây. Nhà Triệu vẫn còn người, kể từ hôm nay, mọi người hãy nhớ tên tôi. Tôi tên là Triệu Giáp Đệ. Triệu Giáp Đệ buồn bã tiễn bà nội lần cuối, Tề Đông Thảo đứng từ xa khóc lóc, ra sức quỳ lại đoàn xe tang. Triệu Giáp Đệ trong lòng bùng lên ngọn lửa báo thù, anh sẽ thay bố lật đổ thế lực thù địch, nhất định giữ được sản nghiệp mà bố đã vất vả gây dựng nên. Chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ bị con gái phản bội, cô ta bắt tay đối thủ để lật đổ bố mình và tống ông vào tù. Triệu Giáp Đệ vô cùng buồn bã và phẫn nộ khi biết chị gái là kẻ phản đồ. Anh hoàn toàn đoạn tuyệt với Tề Đông Thảo, tình cảm chị em hơn 20 năm sụp đổ trong thoáng chốc. Áp lực đổ dồn lên Triệu Giáp Đệ, anh nhất định phải giữ được sản nghiệp của bố. Anh phải lật đổ những thế lực thù địch. Anh một mình đi tới công ty gặp mẹ kế là dì Phương. Trước mắt phải ổn định tinh thần nhân viên. Rất nhiều nhân viên biết công ty nợ nần đã lũ lượt bỏ việc, nhưng những vị trí chủ chốt dưới tay bố anh hiện chỉ còn Hứa Chấn Hùng là không làm phản.
Triệu Giáp Đệ bảo dì Phương cho anh danh sách nhân viên tập đoàn Kim Hải, muốn thử tiếp quản công ty của bố. Dựa theo danh sách, anh liên lạc từng người trước đây là đối tác của bố anh. Nhưng thực tế rất phũ phàng, đám người này ngoài mồm nói sẽ giúp đỡ, nhưng sau lưng lại cười nhạo Triệu Giáp Đệ. Triệu Giáp Đệ hiểu rất rõ điều này, nhưng anh vẫn bất chấp bước tiếp. Dòng tiền của tập đoàn Kim Hải gặp vấn đề nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ trụ được nửa tháng. Vào lúc nguy nan, Hứa Chấn Hùng dẫn một đội quản lý tài chính đi vào. Anh ta sẽ cung cấp toàn bộ tài sản của mình cho Kim Hải, khiến Triệu Giáp Đệ đơn cô thế cô thấy phần nào được an ủi. Hôm đó, Triệu Giáp Đệ đụng mặt Tề Đông Thảo và mấy tên phản đồ. Hai người không nói gì, bước qua nhau như những người xa lạ. Triệu Giáp Đệ trong lòng vô cùng buồn bã, người quan trọng nhất trong đời bây giờ lại là kẻ thù của anh, thật sự rất nực cười. Trần Hồng Hùng vào bệnh viện thăm mẹ đang sống bằng máy thở. Hận thù trong anh ta đối với Triệu gia ngày càng lớn, nhưng anh ta không hiểu Tề Đông Thảo vì sao lại phản bội Triệu Tam Kim. Vì thế, anh ta thăm dò Tề Đông Thảo để xem nếu Triệu Giáp Đệ bị diệt trừ cô ta sẽ có phản ứng như nào. Anh ta cho thuộc hạ bắt cóc lão hán luôn bên cạnh Triệu Giáp Đệ và tung tin cho Triệu Giáp Đệ. Mấy người đi tới địa điểm Trần Hồng Hùng nói, nhưng lại nhận được tin lão hán không hề ở đây. Vào lúc này, xuất hiện một người bí ẩn giơ súng về phía Triệu Giáp Đệ. Nhiệm vụ của chị hoàn thành rồi, bây giờ có thể nói với em, đây là kế hoạch của bố và chị. Thực ra Tề Đông Thảo không hề phản bội Triệu gia, lúc trước khi hai chị em đi qua nhau mà không nói gì. Tề Đông Thảo nhẹ nhàng chạm vào tay Triệu Giáp Đệ, cô cố ý truyền tin cho Triệu Giáp Đệ, mẹ nói với Triệu Giáp Đệ về nguyên do sự việc. Lần này bố con và Đông Thảo lập nên cái bẫy này, thứ nhất để con tiếp quản Kim Hải, không quá dễ dàng. Hai là để cho những tên cáo già kia lộ ra đuôi cáo, giúp Kim Hải có một cuộc thanh lọc hoàn toàn. Buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau, bàn về nhiệm vụ tiếp theo. Ngày mai trước khi cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra, sẽ tóm gọn những kẻ phản đồ. Sáng hôm sau, Hứa Chấn Hùng bảo lãnh cho Triệu Tam Kim ra, con gái vẫn biết quan tâm bố hơn. Vào lúc này, họ bắt đầu hành động. Dưới sự chỉ đạo của Triệu Tam Kim, họ chia nhau ra khống chế những tên phản đồ. Đưa chúng tôi đi đâu thế? Con đường này mà ông không nhận ra à? Đây là đường đến nhà Triệu gia thôn. Làm người, không được quên gốc gác. Đừng quên rằng chúng ta đều từ con đường này đi lên. Họ bị đưa về Triệu gia thôn, và Triệu Tam Kim đã chờ ở đây từ lâu. Đều đến rồi à? Còn nửa tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu. Người chủ trì tuyên bố tại cuộc họp, các vị trí quản lý cấp cao đã từ bỏ quyền tham gia. Điều này khiến những người có mặt rào rào bàn tán. Triệu Giáp Đệ mạnh mẽ bước tới, tự tin ngồi vào ghế chủ tịch. Vào lúc này, Tề Đông Thảo tuyên bố Triệu Tam Kim vô tội và đã được thả, đồng thời tuyên bố chủ tịch nhiệm kỳ mới do Triệu Giáp Đệ đảm nhận. Cuộc chiến này họ đã thắng lợi. Trần Hồng Hùng cũng bị cảnh sát gọi tới, chờ đợi anh ta sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Vậy là Triệu Giáp Đệ gánh vác sứ mệnh của hai thế hệ tiếp tục tiến bước. Chỉ vì tôi là Triệu Giáp Đệ,